Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, cũng như con người chúng ta, các bạn thú cưng cũng có những khoáng chất cần được bổ sung mà nếu thiếu sẽ dẫn đến các bệnh lý cũng không kém phần nguy hiểm. Canxi cũng như các khoáng chất khác chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của thú cưng. Việc tự ý bổ sung dẫn đến thiếu hoặc thừa canxi đều gây nên những bệnh nguy hiểm cho thú cưng của bạn. Vậy, tầm quan trọng của canxi đối với chó và cách xử lý khi chó bị thiếu hụt canxi như thế nào? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây. Về vai trò canxi, các bạn có biết canxi là một khoáng chất được tìm thấy với hàm lượng rất nhỏ khắp cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong các chức năng thiết yếu và đa dạng, bao gồm co cơ, truyền các rung động thần kinh, đông máu và phát triển xương. Các nguồn canxi phổ biến nhất hiện nay thường là canxi viên, vỏ trứng, sữa, v.v. Ở giai đoạn này, nếu thiếu canxi, chó con có thể bị còi xương, chậm phát triển, nặng hơn có thể bị biến dạng xương. Nhu cầu về canxi của chó gấp 4 lần của người nên vẫn cần bổ sung thêm ngoài chế độ ăn. Một số bệnh hay gặp ở chó liên quan đến việc thiếu canxi như hạ bàn, răng yếu, bại liệt, loãng xương, v.v. Về nguyên nhân chó bị thiếu canxi, do cơ thể không đủ tỷ lệ phốt pho canxi cần thiết, nếu một trong hai chất có quá nhiều hoặc quá ít sẽ hình thành các vấn đề liên quan đến canxi. Có thể lượng canxi trong thực đơn của chó là đầy đủ, nhưng do chức năng hấp thu của chúng thấp, chẳng hạn như khi bị viêm đại tràng, tráng ăn, v.v. sẽ dẫn đến chó vì không hấp thu tốt nên thiếu canxi. Hoặc chó đã hấp thu canxi trong thức ăn, nhưng do chuyển hóa canxi trong cơ thể của chúng không tốt, dẫn đến tình trạng thiếu canxi. Hoặc do lượng canxi trong thức ăn không đầy đủ. Ngoài ra, những chú chó ăn nhiều thịt thường dễ mắc chứng thiếu canxi hơn vì lượng phốt pho khi chúng nạp vào rất cao. Thực đơn của chó cũng không nên chứa quá nhiều canxi, bởi khi đó chúng sẽ không có đủ phốt pho. Vậy, biểu hiện chó thiếu canxi là gì? Chó bị thiếu canxi trong thời kỳ đầu là chán ăn, khó tiêu, xuất hiện ở những sở thích ăn kỳ lạ, sụt cân, tăng trưởng chậm. Triệu chứng cuối cùng là sưng khớp và biến dạng chân hình chữ O hoặc chữ X, bước đi khập khiễng, co giật hoặc nằm xuống không đứng dậy, cụ thể xương mềm và giòn, hoặc xương bị dị tật, biến dạng. Thoái hóa răng, gãy răng, răng lung lay, yếu cơ, huyết áp và nhịp tim thấp. Bệnh thường gặp ở chó mang thai, chó con, chó già hoặc bị viêm khớp. Vậy sai lầm khi chúng ta bổ sung canxi cho chó là gì? Bổ sung canxi cho chó con mới đẻ, chó con sơ sinh đã đủ lượng canxi cần thiết qua sữa mẹ. Hơn nữa, bổ sung canxi cho chó con quá liều, loạn sản xương hông là một bệnh về xương điển hình ở chó. Một trong các nguyên nhân là do bổ sung canxi quá mức. Khi thức ăn đã cung cấp đủ lượng canxi cho cơ thể, việc bổ sung thêm sẽ phá vỡ sự phát triển ổn định của cơ và xương. Xương phát triển quá nhanh trong khi cơ bắp không theo kịp, dẫn đến đầu xương đùi bị kéo dài khỏi ổ khớp. Canxi dư thừa có thể lắng đọng tại nhiều cơ quan trong cơ thể như thận, gan và trong máu, tạo thành ion canxi, suy giảm khả năng miễn dịch, ức chế sự hấp thu sắt và kẽm, gây thiếu máu, suy thận ở chó. Vậy lượng canxi cần mỗi ngày của chó là bao nhiêu? Với những chú chó trưởng thành khỏe mạnh, 5kg cần 250mg canxi mỗi ngày. Với những chú chó to lớn hơn khoảng 25kg cần thêm 300mg canxi. Với những chú chó con sẽ cần ít hơn để duy trì sự phát triển xương và răng. Chó mang thai và chó đẻ sau sinh cũng cần có liều lượng khác. Thuốc canxi cho chó thường ở dạng viên nên các bạn có thể dễ dàng kiểm soát vấn đề này. Vậy, điều trị cho chó bị thiếu hụt canxi như thế nào? Với các trường hợp nhẹ, chưa có biểu hiện rõ thì có thể bổ sung thêm canxi bằng thuốc, viên canxi hoặc thuốc nước. Khi chó đã có những biểu hiện hai chi sau suy yếu, hạ bàn, v.v. thì điều trị cấp tốc với một số sản phẩm dạng truyền tĩnh mạch các bạn có thể tham khảo với bác đồ sau. Bổ sung Hepason, Ozen để giải độc gan, thận, tăng tính thèm ăn cho chó. Phác đồ thứ nhất, truyền Canmason 250p kết hợp với Flucin 50 cộng với Butasan 100. Phác đồ 2, tiêm Canmason 204 kết hợp với Desazon hoặc Ketoson 100 kết hợp với Butasan 100. Đối với việc nuôi thú cưng, muốn chúng khỏe mạnh để chạy nhảy vui đùa thì các bạn đừng quên bổ sung canxi cho chúng định kỳ với liều lượng canxi cần thiết. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về tầm quan trọng của canxi đối với chó như thế nào và cách xử lý khi chó bị thiếu hụt canxi. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi chó mèo. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chó mèo hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!